Thưa quý vị và các bạn, kể từ thời điểm thành phố Đà Nẵng ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, công an thành phố đã chủ động hơn trong việc khoanh vùng, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo quy trình phòng chống dịch. Ngay trong sáng ngày đầu tuần, công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn trong toàn lực lượng. Ngay sau khi nhận thông tin những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, công an thành phố đã nhanh chóng phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành đưa các trường hợp này cách ly. Đồng thời, công an các đơn vị địa phương đã triển khai ngay việc lên danh sách những cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh để rà soát xác minh. Các trường hợp xét thấy cần thiết sẽ tiến hành đưa đến cách ly theo đúng quy định. Các bước tiến hành được giám sát chặt chẽ và diễn ra tuyệt đối an toàn. Đối tượng này thì chúng tôi phải kết hợp nhiều cái nguồn, kể cả các biện pháp nghiệp vụ và kể cả công tác vận động quần chúng thì mới có được ra cái danh sách gọi là cho đến hiện nay tạm gọi là đã khoanh vùng được những đối tượng F1 và F2. Còn trong thời gian sắp đến thì đòi hỏi phải có cái sự phối hợp nỗ lực vào cuộc của nhân dân, của các sở ban ngành và đặc biệt là cái tinh thần tự giác của những người đã mang mầm bệnh và đang có bệnh thì cần phải có cái sự trung thực, mạnh dạn vì cái lợi ích chung của cộng đồng. Tại cuộc họp, lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng đã quán triệt đến toàn lực lượng tiếp tục triển khai rà soát thông tin các trường hợp tiếp xúc đến F3, F4, hạn chế tối đa việc bỏ sót. Đối với địa bàn khu dân cư có người cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú nơi phát hiện dịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tình hình an ninh trật tự. Trong cái thời gian vừa qua thì trong quá trình xuống vận động phối hợp cùng với y tế thì trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp nào chống đối về cái việc mà khi vận động để đưa vào cơ sở cách ly. Chỉ có giai đoạn ban đầu người ta chưa hiểu nên cũng có những cái thái độ là chưa hợp tác lắm, nhưng mà sau đó thì quá trình vận động của y tế, của công an thì người ta đã hiểu ra và hợp tác rất là tốt. Ngoài ra, công an thành phố Đà Nẵng đã phân công các lực lượng theo chức năng thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, cụ thể. Bên cạnh đó, công an thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để từng cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng về tác nhân gây bệnh, đường lây truyền và cách phòng dịch nhằm chủ động và linh hoạt trong việc ứng phó, xử lý các vụ việc. Các cán bộ chiến sĩ trực tiếp tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh sẽ được bố trí địa điểm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo ăn nghỉ, sinh hoạt tập trung. Ngay sau cuộc họp diễn ra, công an các đơn vị địa phương đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ để vào cuộc phòng chống dịch bệnh, tất cả vì sự an toàn cho người dân thành phố.